Alo, người bên cậu tới chưa? Trễ 15 phút rồi đó. Dạ, yên tâm, em đã chạy được qua đó, đã bảo anh sang lâu. Nhanh nhanh giùm tôi đi. À mà nè, tôi dặn rồi nha, phải có người tay nghề giỏi đàng hoàng tôi mới chịu đó. Nhanh nhanh đi. Cuối cùng cũng đã tới. Dạ chào anh. Vô đi em, đợi lâu rồi đó. Tôi đợi cô lâu nãy giờ. Ê, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên cô la làng lên vậy? Đúng đây. Đợi lâu lắm rồi đó. Đồ biến thái. Anh mà còn làm gì nữa, tôi báo công an đó. Cô bị gì vậy? Hả? Bị khùng hả? Cô có biết là tôi thuê cô một tiếng bao nhiêu tiền không? Bây giờ cô la làng lên làm sao? Lẹ đi. Đây. Buông ra. Alo. Alo, tao nghe nè, có chuyện gì? Giáo sư tiếng Anh của em tới chưa anh? Lát cô ấy mà tới á, anh nhớ mở cửa giùm em nha. Em có việc, anh về trễ một xíu. Thứ nha, giúp em cái. Ừ, tao biết rồi. Cô là gia sư của con em tôi đó hả? Ủa chứ nãy giờ anh tưởng tôi là ai? À, tôi xin lỗi nha. Tôi tưởng cô là... À, thôi, cô ngồi đây đi. Đây là số tiền, coi như tôi bồi thường thiệt hại cho cô nãy giờ. Anh làm như có tiền là hay lắm hả? Tôi không có cần. Alo. Chị đang đi đâu vậy? Mau về nhà đi, chủ nợ nó tới tìm em kìa. Chủ nợ tới rồi hả? Được rồi, để chị đi về. Bây giờ cô có về á mà không có tiền cũng không giải quyết được chuyện gì. Thôi, cứ cầm số tiền này đi, lo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Coi như tôi cho cô mượn, khi nào trả cũng được. Được, coi như đây là tiền tôi mượn anh, tôi nhất định sẽ trả. Xin về. Vào đi. Sao? Bữa nay tới đây trả tiền cho tôi hả? Tôi xin lỗi, tôi chưa có. Vậy cái này làm gì? Tôi muốn mượn anh thêm 100 triệu nữa. Cái gì? Cô nói lớn lên coi tôi nghe không rõ. Tôi muốn mượn anh thêm 100 triệu nữa. Được thôi, tôi cho cô mượn. Nhưng với một điều kiện là... Điều kiện gì? Cô chỉ cần làm sugar baby cho tôi thôi. Một tháng gặp nhau được 4 lần, lúc đó cũng muốn bao nhiêu cũng được. Tôi có thể cho cô nhiều hơn như vậy mà. Không, tôi không làm được. Thật ra thì tôi cũng có điều tra rồi. Cái tụi giang hồ mà đòi nợ chị em cô đó, tụi nó cũng dạng thứ thiệt, chứ không phải dạng dừa. Khi mà cô không chịu trả tiền cho tụi nó thì chuyện gì nó cũng có thể dám làm đó cô. Cô thấy sao? Cô không thương bản thân mình thì thôi, cô cũng phải nghĩ cho tính mạng của em mình chứ. Chẳng lẽ cô muốn cả hai chị em cô gánh hậu quả luôn hay sao? Sao? Cô đồng ý? Tôi xin lỗi, tôi không có làm được.
Không được đi. Chị phải ở lại đây phục vụ cho anh ta. Sao em lại ở đây? Thì em nghe chị nói chị đi mượn tiền, em không an tâm nên đi theo. Sao chị ngu vậy? Có đại gia bao nuôi mà chê hả? Chị nói là chị không làm được, để chị tìm cách khác. Tìm cái gì mà tìm? Cái thân chị còn lo chưa xong nữa, ở đó mà tìm tìm. Anh ta là cơ hội cuối cùng của mình rồi đó. Sao? Em đồng ý không? Nè, nếu mà chị không đồng ý ngủ với anh ta, tôi sẽ tung cái đoạn clip nãy giờ chị với anh ta làm cái gì lên mạng đó, cho cả gia đình và cả bạn trai của chị biết luôn. Em bị điên hả? Chị đã nói là để chị về thì tìm cách khác cho em mà. Em xóa cái clip đó ngay đi. Không là không. Bây giờ một là chị ngủ với anh ta, lấy tiền về cho tôi. Còn hai, tôi sẽ tung cái đoạn clip này lên mạng. Cô thôi đi. Tôi không cần cô làm em, cô trơ trẽ như vậy đó. Chị cô quanh năm suốt tháng kiếm tiền trả nợ cho cô, bây giờ quay lại bắt đứng chị cô làm sao? Anh làm gì nóng quá vậy? Em đang giúp anh đó, có liên quan gì tới anh đâu. Mày dám quay lén tao mà giúp tao hả? Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Chị ơi cứu em chị. Anh bỏ ra. Bỏ ra đi. Anh thả ra đi. Anh hai, vở kịch hạ bàn rồi nha. Dạ. Hai người lên kế hoạch hả? Đúng. Cô không cần cái bất ngờ đâu. Tại tôi thấy cô vừa hiền vừa tốt tính, đi làm hàng ngày hàng đêm kiếm từng đồng từng cắt, nhưng mà để lo cho nhau em không ra gì này. Tôi thấy khó chịu nên là can thiệp cho cô thôi. Nè, lần này gặp mai cho cô nghe chưa? Tôi nói cho cô biết, cuộc sống này đồng tiền không có dễ kiếm đâu. Kể từ ngày hôm nay phải sống biết điều một chút đi. Còn cô giáo nè, số nợ đó tôi trả cho cô. Dù gì cô cũng là người tốt, với lại từng dạy cho em tôi. Điều quan trọng bây giờ, cô phải dạy dỗ lại con nhỏ em của cô đi. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn cậu. Đi.